Bầu ơi em đang buồn ai lắm phải không? Mà ra ngồi cho mà phải mà không. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Dòng dòng quay mà ngỡ nhớ đời xoay thêm ngày. Bầu ơi con đường dù cho ai cười khinh, khán giả thương mình thì còn sân khấu lung linh. Bầu ơi em thương chi nhắn lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ đời sinh ra. Mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Bầu ơi em ơi là em của chị thôi, vẫn duyên trời cũng cho mình vui kia. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em đừng lo. Em còn chung vai là con tương lai. Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Bầu ơi em mãi là em của chị thôi, vẫn bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em đừng lo. Còn em còn chúng đây là con tương lai. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em đừng lo. Còn em còn chúng đây là con tương lai. Gói bánh ngoài hiên như những năm nào, ba chỉ cắt chùi bộ lưu đồng cho anh rể, còn má thì má dạy nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu đó, còn thằng Út thì bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ. Má nghĩ nghĩa vừa đủ xài cho sung tung, mắm cơ canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp hương thơm làm lễ rước ông bà. Rồi tiếp đêm buông dòng trên sông thôn, kìa đón đây bao bận. Này hát một chút bà con hát này đêm vừa sao ấm lòng tình xuân, xa nhân gian chuông chùa chờ mong giây phút thiêng liêng, trời đất đang vào mùa người cắm tay nguyện cầu cho sớm làng bình yên nó ấm trọn mùa sao. Mùng một cả nhà trong tà ông mới chúc thọ ông bà mừng lỗi mẹ cha, em theo bà lên chùa hái lòng đầu năm, ngắm mãi ông đồ già bên những câu đối đò, chợt thấy ánh mắt nhìn em làm hồng thêm đôi má. Người bạn học chung trường cách biệt mấy năm xa, cũng một ngày xuân đi lễ chùa năm ấy, anh gửi một bài thơ dũng dại tuổi học trò. Chợt thấy nắng xuân thêm rực rỡ chan hòa, cành lộc trong tay ngát mùi hương rất là quê nhà ơi sao mình thương yêu quá, nghe giữa tâm hồn đang hối hả vào xuân. Hết rồi. Diễm Phạm là sẽ lo cho tụi con, tất tần tật sẽ lo hết ở phía sau. Dạ, thay cho mẹ. Đấy thì chắc là mọi người trong giới thì ai cũng biết là quản lý của Phi Nhung và bây giờ là gọi là bầu của gánh hát. Bầu của gánh hát. Diễm Phạm là một nhân vật rất là nổi tiếng trong giới quản lý, ca sĩ, và chúng ta cũng rất là mong là không chỉ là Diễm Phạm mà tất cả các thành viên trong gánh hát vẫn tiếp tục duy trì cái phong độ ngày trước, và quan trọng là gìn giữ những cái di sản âm nhạc. Và gánh hát này có thêm thành viên đấy, có Duy Juno này, rồi là hôm nọ có gì Trường Sang này, đấy có Trường Sang này, thì là có Ngọc Phụng này, là những người đều đã từng đến đây giao lưu với thính giả và đều kể những câu chuyện và rất là thú vị về cái hành trình đi hát cùng với Phi Nhung, cũng như là đều dành những cái lời rất là ưu ái cho Phi Nhung này, cho Mạnh Quỳnh, là những người mà có ảnh hưởng rất nhiều đến con đường ca hát của các em. Thì bây giờ chúng ta lại một lần nữa nghe Tam Ca Bất Đắc Dĩ ở đây. Lần sau nếu quay trở lại chắc là sẽ có những bản thu âm hay để tặng mọi người. Hôm nay chúng ta lại hát tiếp một bài đi, tặng mọi người nữa đi. Và tiếp theo thì anh Đức yêu cầu thì ba anh em sẽ gửi đến mọi người một bài hát. Bài hát này con ngẫu hứng lắm, hôm qua mới tập hôm qua trên bàn tiệc luôn. Cái tông thì nó cũng hơi ngẫu hứng. Tông là hơi ngẫu hứng nha. Mời đến mọi người một bài hát. Bài này của anh Phạm Hải Đăng, bài hát được chị Hai thể hiện rất là thành công. Bài hát mang tên là Lực Trời ạ. Rồi, bé Ngân vô trước đi bé Ngân. Ok, vô cao nha. Cái đó chị đỡ. Đời người như một dòng sông đổ ra biển cả, con nước trôi theo dòng qua bao thác gần, rồi đây con nước về đâu? Là người sống phải thẳng ngay, đừng gieo nâng tôi, biết trách ai sau này. Trách chính thân mình, vì sao gieo nỗi sầu đau. Đừng như dòng sông chảy đi không nhớ cội nguồn, sống ở trên đời luật trời nhân quá ngại sao. Hãy nhớ người ơi, đừng gieo thêm quán thêm sầu, nhưng đức làm đầu, ngày sau ai trách được đâu. Ngắn thế à? Dạ, hết rồi. Hết bài luôn đó, hết bài luôn rồi. Ngắn tủn. Nhưng mà có lẽ quý vị chắc cũng đã rất quen thuộc với cái phiên bản của Phi Nhung là trước đây, một bài hát với mặc dù ngắn thôi nhưng cũng là có nhiều câu rất là thấm thía. Và chắc là cũng qua những cái bài hát giống như thế này á, thì Phi Nhung cũng muốn chia sẻ không chỉ là cái quan điểm sống của cô mà cũng như một cái lời dặn dò cho những người con hay những thế hệ đi sau của mình ấy. Chúng ta hãy sống và biết, gọi là sống làm sao mà biết là trên đầu mình có luật trời á. Đấy thì nãy giờ chúng ta nói nhiều về cái ảnh hưởng của Phi Nhung trong âm nhạc đến với cả người em như là Duy Juno, hay là đến với những đứa con của mình như là Thiêng Ngân hay là Tuyết Nhung ở đây. Vậy thì những cái ảnh hưởng khác trong cuộc sống đi, trong cuộc sống bên ngoài ấy, có thể là trước đây khi mà mình chưa gặp chị Hai, chưa đi diễn cùng chị, thậm chí là chưa đi ăn nhậu cùng chị, thì có thể là mình đã nghĩ một cách khác về cuộc sống này. Đấy thì giống như bé Thiêng Ngân đây đây đấy, có thể là trước khi mà bé đi thi cuộc thi solo cùng Bolero mùa đầu tiên ấy, có thể là bé đã hình dung về một con đường làm ca sĩ của mình khác, cho nên khi bé thi trong cuộc thi đó và mặc dù bé bị loại, bé rất buồn, bé khóc đấy, nhưng mà sau đấy thì là bé được Phi Nhung nhận làm con nuôi, và từ đó có thể con đường âm ca hát của bé Thiêng Ngân cũng đã khác, có thể cách nghĩ cho cuộc sống của con cũng đã khác, đúng không? Đấy thì những cái điều mà khi mà sống cùng ấy và đi hát cùng với Phi Nhung ấy, nó ảnh hưởng như thế nào đến cả ba người ở đây? Tại vì Trả lời là từ khi mà em gặp mẹ thì sao cuộc đời em sao đỡ hoa. kiểu vậy. À, từ khi mà con gặp mẹ, con học hỏi được rất là nhiều, từ cái cách hát mẹ dạy con, từ cái cách diễn, hay là cái cách mình giao tiếp với lại tất cả cô chú anh chị.